Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập Ban chỉ đạo cung ứng hàng hóa cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ban chỉ đạo do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm trưởng ban, có nhiệm vụ khẩn trương kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương để nắm bắt nhu cầu cần cung ứng dịch vụ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm không bị đứt gãy chuỗi cung ứng, bảo đảm sẵn sàng trên tình hình thực tế, khẩn trương kết nối giữa các nhà cung cấp, các nguồn hàng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có dịch để sẵn sàng đáp ứng hàng hóa trong mọi tình huống tập trung hướng dẫn, hỗ trợ để phát triển các phương thức mua bán hàng hóa theo hình thức trực tuyến, tính đến phương án tổ chức cung ứng hàng hóa trực tiếp qua hệ thống các tình nguyện viên ở các địa phương có điều kiện phòng chống dịch bệnh, xem xét mở chợ truyền thống nhưng phải tổ chức phát phiếu mua hàng theo quy định, gửi công văn tới các bộ, ngành, các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành giao thông, công an để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh có dịch, giữa các tỉnh có dịch với các địa phương khác, đảm bảo việc lưu thông hàng hóa, Tổng cục quản lý thị trường, đặc biệt là cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh có dịch tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo lưu thông hàng hóa, chống hiện tượng găm hàng, lừa đảo, tăng giá. Chỉ đạo tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và cục điều tiết điện lực phải tập trung điều phối hợp lý để trong bất kỳ tình huống nào cũng không để thiếu điện, nhất là điểm đảm bảo cung cầu sinh hoạt, điều trị cho người dân, nhất là người dân trong khu cách ly, đảm bảo Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi có dịch không được thiếu điện.